Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng năm 2022 vừa qua, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác triển khai thực hiện các mục tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới. Tất cả các chỉ tiêu về dân số đều đạt vượt kế hoạch đề ra, ghi nhận thành quả này của địa phương. Bến Tre là một trong 21 tỉnh thành có mức sinh thấp nhất cả nước. Đặc biệt là sau 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, mức sinh sụt giảm nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu về dân số ở các địa phương không đạt. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng lòng của đội ngũ cộng tác viên dân số, cán bộ dân số, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu về dân số trong năm 2022. Trong năm qua, thì với sự lãnh đạo của đảng, điều hành của nhà nước, thì trong cái ban dân số kế hoạch hóa định đã triển khai các cái nghị quyết về dân số kế hoạch thì đạt để vượt các chỉ tiêu hàng năm. Cụ thể như năm vừa qua thì cái sàng lọc trước sinh thì chúng ta trên 90% và sau sinh đạt 100%, thì đạt được những kết quả đó là cái sự nỗ lực của ban dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là cái sự mà tuyên truyền vận động trong các đoàn viên hội viên, đặc biệt là chúng ta sẽ tuyên truyền thống kê những cái các danh cái đối tượng, và chúng ta sẽ tuyên truyền truyền thông đến các cái nhóm và hộ của từng cái trong cái độ tuổi mà sinh đẻ. Sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự thống nhất đồng lòng của người dân và cái tâm của người cộng tác viên dân số không ngại dịch bệnh, dẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà là những nội dung quan trọng giúp cho công tác dân số của An Thạnh đạt được những kết quả trên. Từ đây, giúp công tác dân số của huyện Thạnh Phú trong năm 2022 vừa qua đạt được một số tiêu chí quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số của địa phương, nhất là trong vận động sinh con thứ hai. An Thạnh là cái xã dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện công tác dân số trên địa bàn huyện Thạnh Phú trong năm 2022. Cụ thể, tỷ lệ các cặp nam nữ trước khi kết hôn đã chấp nhận khám sức khỏe trước hôn nhân đạt 60%, tức là đạt 172% chỉ tiêu huyện giao. Trong thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh thì An Thạnh cũng đã đạt được 100% chỉ tiêu huyện giao. Trên địa bàn trong năm đã duy trì được cái tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 4%, là đặc biệt đã tăng nhanh cái tỷ lệ cặp chồng sinh đủ hai con lên 56%, đạt 102% chỉ tiêu huyện giao. Và những kết quả của An Thạnh thì không chỉ tích cực góp phần cho việc thành phố hoàn thành cái công tác dân số trong năm 2022, và những việc làm của An Thạnh còn là cái bài học có thể là huyện sẽ nhân rộng cho các xã còn lại trong thời gian tiếp theo. Năm 2023 này, An Thạnh tiếp tục duy trì phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, chung tay giúp huyện thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra giai đoạn 2020-2030, từng bước tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng tham gia khám tiền hôn nhân, tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai tầm soát trước sinh, trẻ sinh ra được tầm soát sau sinh, người cao tuổi được chăm sóc y tế tốt hơn, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con thứ hai. Từ đây kéo tỷ suất sinh của tỉnh từng bước đạt mức sinh thay thế, góp phần ổn định cơ cấu dân số, nâng cao chất lượng giống nòi, phục vụ cho các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.